Thưa quý vị, không chỉ có nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc mất nước hoặc suy đa tạng vì sốt xuất huyết ghi nhận tại các bệnh viện, nhiều bệnh nhân dù tuổi đời còn rất trẻ, có thể trạng tốt nhưng khi mắc sốt xuất huyết vẫn chuyển nặng nhanh chóng và có diễn tiến bệnh nặng. Bệnh nhân 22 tuổi này đang phải nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết cảnh báo với các triệu chứng người mệt mỏi, đau tức vùng gan và nôn nhiều, men gan tăng cao. Sau khi xuất hiện những triệu chứng sốt, bệnh nhân tự đi mua thuốc tại hiệu thuốc và tự truyền dịch ở nhà. Tuy nhiên đến ngày thứ tư, bệnh nhân vẫn thấy sốt và mệt. Cháu có ra hiệu thuốc, thì cháu có nói với tôi là họ có bán cho thuốc uống để và các cô ở quầy thuốc ấy có bán cho nước truyền dịch để cho cháu truyền. Thì trong ngày đầu thì tôi vẫn điện, thì cháu cũng có nói là cháu bảo là đỡ một chút. Thế ngày thứ hai tôi cũng lại điện thì cháu bảo cháu cũng đỡ một chút. Thế ngày thứ ba thì cháu bảo cũng đỡ nhưng mà người vẫn mệt. Và đến ngày thứ tư thì cháu lại bảo là mẹ ơi con thấy mệt lắm. Trước khi vào viện là có biểu hiện là sốt và đau mỏi người, đau đầu. Nhưng mà bệnh nhân lại không đi thăm khám và tự đi ra hiệu thuốc, mua thuốc và truyền dịch tại nhà. Thì đến ngày thứ năm của bệnh thì bệnh nhân vẫn chưa hết sốt. Và đi vào viện thì trong tình trạng nổi phát ban toàn thân, người thì mệt mỏi, đau tức bụng vùng gan và có biểu hiện nôn nhiều, thì được chẩn đoán một cái tình trạng là sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, thì làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng thì có biểu hiện là men gan tăng rất là cao, là trên 4.000. Thế thì chúng tôi đã chẩn đoán lại là cái trường hợp này là sốt huyết đanh nặng và được cho vào trong nhập viện để điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhân khi mắc sốt xuất huyết đều có tâm lý chủ quan nên ở nhà tự uống thuốc và điều trị. Điều này dẫn đến không ít trường hợp bị sốc sốt xuất huyết, điều trị vô cùng khó khăn. Đặc trưng của sốt xuất huyết là sốt từ từ, cảm giác bứt rứt và khó chịu. Có rất nhiều trường hợp vẫn có thể đi lại được nhưng khi đến bệnh viện đo huyết áp lại bằng không, tức không đo được huyết áp. Lúc này khả năng bệnh đã chuyển nặng. Khi bệnh nhân sốt thì có tình trạng mất nước nhiều, thì bệnh nhân thì cần bù nước. Thì thông thường những bệnh nhân giai đoạn đầu nhẹ thì có thể là bù nước bằng đường uống như là thông qua Orezon hoặc bù nước là đủ. Tuy nhiên thì khi mà bệnh nhân truyền dịch ở nhà thì do là thứ nhất là không nắm được cái tình trạng và mức độ bệnh nhân là như thế nào và ở giai đoạn là bao nhiêu, giai đoạn nào, thì nên là bệnh nhân sẽ được truyền dịch với một số lượng là quá lớn, dẫn đến là tình trạng là quá tải dịch và dịch thoát ra các màng ở trong cơ thể, thì dẫn đến tình trạng là bệnh nhân sẽ diễn biến nặng hơn so với cả nếu mà không tự ý truyền dịch. Theo các bác sĩ, khi bệnh nhân có những dấu hiệu đau sườn bên trái, đau bụng dữ dội, huyết áp giảm. Đối với bệnh nhân nữ, kinh nguyệt đến sớm hoặc muộn trong giai đoạn đang sốt, người có bệnh lý nền về tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, sốt trên 3 ngày, chảy máu chân răng, cần nhập viện cấp cứu để được xét nghiệm máu và chẩn đoán kịp thời, tránh tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.